Mặc dù có hàng triệu sinh vật hấp dẫn nhất trên trái đất đã tuyệt chủng hoặc thích nghi từ rất lâu trước khi loài người tiến hóa, vẫn có những khám phá hóa thạch về nhiều sinh vật tuyệt chủng này trong rất nhiều năm qua. Một trong những loài động vật như vậy đó chính là Mapusaurus. Loài thú ăn thịt khổng lồ này thuộc họ khủng long Theropod và vào thời đó chúng thống trị các cảnh quan cổ xưa ở Nam Mỹ. Cũng là loài khủng long được rất nhiều các bạn yêu cầu mình làm trong suốt thời gian qua. Để hiểu đầy đủ về Mapusaurus và thế giới của nó, các nhà cổ sinh vật học đã ghép các bằng chứng rời rạc được tìm thấy trong hồ sơ hóa thạch. Thông qua phân tích từ những phát hiện này, các nhà nghiên cứu đã cố gắng tái tạo lại cuộc sống và thời đại của Mapusaurus, làm sáng tỏ vị trí của nó trong hệ sinh thái cổ xưa ở Nam Mỹ và sự tương tác của nó với các loài khác. Còn bây giờ thì hãy ấn like, subscribe và bật chuông thông báo để chúng ta cùng đi vào những nội dung chính của video ngày hôm nay nhé! Thông tin về Mapusaurus. Mapusaurus theo tiếng Hy Lạp nghĩa là thằn lằn trái đất. Tên của chúng bắt nguồn từ hai ngôn ngữ là Mapuche, bản địa của Patagonia ở Argentina và tiếng Hy Lạp. Đây là một chi khủng long theropod sống vào cuối kỷ phấn trắng, vào cuối Cenomanian, khoảng 97 đến 93 triệu năm trước, ở khu vực ngày nay là Argentina và Chile. Loài điển hình Mapusaurus rossi được đặt tên theo cả những tảng đá màu hoa hồng nơi tìm thấy hóa thạch. Mapusaurus là một loài khủng long chân thú khổng lồ, dài khoảng từ 10 đến 12 mét, cao khoảng 3,2 mét và nặng khoảng 3 tấn, khiến nó trở thành một trong những loài khủng long chân thú lớn nhất từng tồn tại. Nó nhỏ hơn Giganotosaurus, T-Rex và Spinosaurus. Phân tích được thực hiện bởi Correa và Curry đã chỉ ra rõ ràng rằng Mapusaurus nằm trong họ các Carodontosauridae. Các tác giả lưu ý rằng cấu trúc của xương đùi cho thấy mối quan hệ gần gũi hơn với Giganotosaurus hơn là các đơn vị phân loại có chung đặc điểm với các Carodontosaurus. Họ đã tạo ra một đơn vị phân loại đơn ngành mới hơn dựa trên mối quan hệ này. Phân họ Giganotosaurinae được định nghĩa là tất cả các loài các Carodontosaurid gần với Giganotosaurus và Mapusaurus hơn là với các Carodontosaurus. Họ dự kiến đưa chi Tyrannotitan và Merasis vào phân họ mới này, chờ công bố những mô tả chi tiết hơn về các mẫu vật đã biết thuộc dạng đó. Các mẫu hóa thạch Mapusaurus. Dấu tích hóa thạch của Mapusaurus được phát hiện trong một lớp xương chứa ít nhất 7 cá thể ở các giai đoạn phát triển khác nhau. Các nhà khảo cổ suy đoán rằng điều này có thể thể hiện sự tích tụ lâu dài, có thể là của xác chết đã cung cấp manh mối về hành vi săn mồi của Mapusaurus. Các khu vực được biết đến bao gồm Cleveland Lloyd do Allosaurus thống trị ở Utah, hóa thạch Abetosaurus từ Alberta và hóa thạch Dasplitosaurus từ Montana. Nhà cổ sinh vật học Rodolfo Correa thuộc bảo tàng Carmen Funes trái ngược với bài báo đã xuất bản của ông. Trong một cuộc họp báo trước đó cho rằng, tập hợp xương hóa thạch này có thể chỉ ra rằng Mapusaurus săn mồi theo nhóm và hợp tác cùng nhau để hạ gục những con mồi lớn, chẳng hạn như loài khủng long khổng lồ Argentinosaurus. Nếu vậy, đây sẽ là bằng chứng đáng kể đầu tiên về hành vi bầy đàn của các loài khủng long chân thú lớn ngoài Tyrannosaurus. Chúng ta vẫn chưa rõ là chúng đi săn theo bầy, có tổ chức như loài sói thường làm hay chỉ đơn giản là tấn công bình thường. Các nhà khoa học giải thích môi trường trầm tích của hệ tầng Huincul tại Canadon de Gato như một trầm tích kênh nước ngọt, được hình thành bởi một dòng suối phù du hoặc theo mùa ở một vùng có khí hậu khô cằn hoặc bán khô cằn. Lớp xương này đặc biệt thú vị do sự khan hiếm tổng thể của xương hóa thạch trong hệ tầng Huincul. Hóa thạch gốc được chỉ định cho chi vào loài điển hình Mapusaurus rossi là loài có sống mũi phải biệt lập được đặt tên là MCF-PVPH-108.1. 12 mẫu phụ đã được chỉ định dựa trên các yếu tố xương bị cô lập bổ sung. Tổng hợp lại, nhiều yếu tố riêng lẻ được tìm thấy từ nền xương Mapusaurus đã đại diện cho phần lớn bộ xương. Nghiên cứu về Mapusaurus. Những gì được biết về nó là thành viên của các Carodontosauridae. Họ hàng của nó là Giganotosaurus, ở chỗ chúng phẳng và cong với một cạnh có răng cưa, hoàn hảo để cắt xuyên qua thịt. Điều này trái ngược với những chiếc răng được tìm thấy ở Tyrannosaurus có hình nón và nhẵn, một sự thích nghi phù hợp hơn với việc cắn xuyên qua xương. Bộ hàm khỏe mạnh của Mapusaurus được trang bị các cơ, cho phép nó tạo ra một lực cắn đáng kinh ngạc.
theo một phân tích về các mẫu hộp sọ hóa thạch, lực cắn của Mapusaurus tương đương với lực cắn của loài cá sấu hiện nay. Giống như một số loài khủng long theropod khác, chi trước của nó tương đối nhỏ hơn cơ thể của mình. Các chi trước kết thúc bằng những ngón tay có móng vuốt sắc nhọn, có thể dùng để giữ và cố định con mồi. Chân sau của Mapusaurus đặc biệt ấn tượng, góp phần tạo nên tốc độ và sự nhanh nhẹn đặc biệt của nó. Mapusaurus là một loài khủng long đi bằng hai chân và các chi sau của nó đóng vai trò quan trọng trong việc vận động, cho phép loài khủng long này đạt được một tốc độ chạy ấn tượng. Nó có thể di chuyển nhanh chóng khắp địa hình nhờ cơ đùi, bắp chân và xương dài. Xương cẳng chân khỏe và thích nghi tốt để chịu trọng lượng, đồng thời xương đùi dài hơn đáng kể giúp sải bước dài hơn. Vào thời điểm tồn tại, loài khủng long này sinh sống và thống trị khu vực ngày nay là Argentina. Khu vực này nằm ở khu vực Patagonia của Nam Mỹ, cung cấp những hiểu biết có giá trị về hệ sinh thái khủng long vào kỷ phấn trắng muộn. Môi trường mà Mapusaurus sinh sống được đặc trưng bởi vùng đồng bằng ngập nước rộng lớn, những dòng sông uốn khúc và thảm thực vật tươi tốt khiến nơi đây trở thành môi trường sống lý tưởng cho rất nhiều loài sinh vật đa dạng. Vòng đời của Mapusaurus. Những con non này rất nhỏ và phụ thuộc vào sự chăm sóc và bảo vệ của cha mẹ trong giai đoạn này. Giữa giai đoạn nở và non, Mapusaurus có thể đã trải qua một giai đoạn tăng trưởng vượt bậc, với cấu trúc xương thay đổi để phù hợp với trọng lượng ngày càng tăng lên của chúng. Ở giai đoạn vị thành niên này, khủng long trẻ có thể săn mồi một mình, ăn những động vật nhỏ hơn. Ngoài ra, các cá thể Mapusaurus chủ yếu sống đơn độc trong giai đoạn vị thành niên, nhưng trở nên hòa đồng hơn khi chúng lớn lên. Khi những cá thể này đến tuổi trưởng thành, chúng trở thành những gã khổng lồ hùng vĩ của hệ sinh thái kỷ phấn trắng muộn. Là loài săn mồi đỉnh cao, Mapusaurus trưởng thành có thể nhắm đến những loài khủng long ăn cỏ khổng lồ như Argentinosaurus, sử dụng hàm răng sắc nhọn và bộ hàm khỏe của mình để xé thịt và tiêu thụ con mồi. Những con khủng long này đóng một vai trò quan trọng trong hệ sinh thái của chúng bằng cách điều chỉnh quần thể động vật ăn cỏ. Ngoài ra, chiến lược săn mồi theo bầy của chúng đã góp phần vào thành công của việc hạ gục một con mồi lớn, nâng cao khả năng sống sót và thành công sinh sản của mình. Tương tác với loài khác. Trong hệ sinh thái Nam Mỹ thuộc kỷ phấn trắng muộn, Mapusaurus chia sẻ môi trường sống với các loài ăn thịt lớn khác, chẳng hạn như Giganotosaurus và Carnotaurus. Những kẻ săn mồi đáng gờm này có khả năng cạnh tranh tài nguyên và lãnh thổ, dẫn đến một sự tương tác phức tạp giữa các loài. Sự cạnh tranh giữa các loài săn mồi thường dẫn đến sự phân hóa thích hợp, trong đó mỗi loài chiếm một vai trò sinh thái cụ thể để giảm sự cạnh tranh trực tiếp. Hiểu được động lực của sự cạnh tranh giữa các loài có thể cung cấp cái nhìn sâu sắc về sự thích nghi và chiến lược tiến hóa của Mapusaurus. Mặc dù nó là một loài săn mồi lành nghề, nhưng nó cũng có khả năng tham gia vào việc nhặt rác. Là một loài động vật ăn thịt lớn, nó sẽ có cơ hội ăn xác của những kẻ săn mồi khác để lại hoặc sự diệt vong tự nhiên của loài khủng long ăn cỏ. Việc tiêu thụ xác thối không chỉ bổ sung cho chế độ ăn của nó trong suốt thời kỳ khan hiếm, mà còn ảnh hưởng đến cộng đồng ăn xác thối bằng cách cung cấp nguồn thức ăn có giá trị cho các sinh vật nhỏ hơn, chẳng hạn như động vật chân đốt nhỏ hơn và bọ ăn xác thối. Tác động của ký sinh trùng là đáng kể trong thế giới tự nhiên và Mapusaurus không tránh khỏi điều đó. Theo dữ liệu hóa thạch, xương của loài săn mồi này có thể bao gồm giun đường ruột và các loại ký sinh trùng khác. Những ký sinh trùng này có thể tác động đến sức khỏe và thể chất của Mapusaurus, làm suy yếu đường tiêu hóa hoặc ảnh hưởng đến hệ thống miễn dịch. Ý nghĩa văn hóa của Mapusaurus. Việc phát hiện ra Mapusaurus vào đầu thế kỷ 21 là một bước đột phá trong nghiên cứu cổ sinh vật học, đã làm sáng tỏ sự đa dạng sinh học và động lực sinh thái của kỷ phấn trắng muộn. Do có mối quan hệ chặt chẽ với các loài khủng long chân thú khác, những phát hiện về Mapusaurus đã giúp các chuyên gia thu thập thêm thông tin về hành vi động lực xã hội và sự tiến hóa của khủng long. Để bảo tồn và phổ biến thông tin về Mapusaurus, các bảo tàng và cơ sở giáo dục là rất cần thiết. Du khách có thể tìm hiểu ý nghĩa văn hóa của khủng long thông qua việc sử dụng các cuộc triển lãm, trưng bày tương tác và các hoạt động giáo dục giúp thế giới thời tiền sử trở nên sống động. Các bảo tàng giúp công chúng hiểu hơn về cổ sinh vật học và khuyến khích nhiều nhà khoa học hơn bằng cách trưng bày các hóa thạch, những công trình tái tạo và những câu chuyện hấp dẫn. Mapusaurus không chỉ làm say mê các nhà khoa học mà còn trở thành một biểu tượng trong văn hóa đại chúng. Một số bộ phim như Walking with Dinosaur và Planet Dinosaur có sự góp mặt của Mapusaurus nhằm mục đích giáo dục cho công chúng và khơi dậy niềm đam mê cũng như hứng thú về thế giới thời tiền sử. Các loại hình nghệ thuật khác như âm nhạc, hội họa, điêu khắc, văn học cũng đã kết hợp hình ảnh khủng long trong các loại hình nghệ thuật khác nhau của chúng. Ví dụ, các nghệ sĩ đã tạo ra những hình minh họa, tác phẩm điêu khắc và tranh tường nổi bật mô tả hình dáng bên ngoài và hành vi săn mồi của loài khủng long.
Ngoài mục đích giải trí, những tác phẩm sáng tạo này còn đóng vai trò là nền tảng để khám phá mối liên hệ giữa con người với quá khứ. Mapusaurus cũng đã trở thành đại diện cho bản sắc văn hóa ở khu vực tìm thấy hóa thạch của nó. Argentina được công nhận về di sản cổ sinh vật học rộng lớn, tôn vinh Mapusaurus như một lời nhắc nhở về quá khứ. Mapusaurus là một loài khủng long ăn thịt khổng lồ sống cách đây khoảng 100 đến 95 triệu năm ở Argentina ngày nay. Chúng đã đóng một vai trò quan trọng trong hệ sinh thái cổ xưa ở Nam Mỹ trong thời kỳ cuối của kỷ phấn trắng. Nếu các bạn thấy video này hữu ích, hãy để lại một like, một subscribe và ấn chuông thông báo để không bỏ lỡ những video thú vị khác của chúng mình trong tương lai. Các bạn cũng có thể tham gia vào gói hội viên hoặc ủng hộ chúng mình thông qua những thông tin ở phần mô tả nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.